Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On, Kamen Rider Gacha phân tích trailer tập 35. Tiếp nối sự kiện xảy ra trong tập 34, Legend đã cảm nhận được một điều gì đó từ quả bom hẹn giờ, Dumcop, thứ sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới của Gacha. Cảm nhận được điều bất ổn này, Legend đã không cần tỏa sáng nữa và lao thẳng vào trận chiến với Gacha. Sự ao trinh của Legend cùng với đó là tâm trạng không muốn chống trả của Gacha. Chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phía của Legend. Tại sao nấy lại làm như vậy? 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Lý do phần nhiều là đến từ cảm nhận của mình. Anh ấy đang cảm nhận được việc mình đã không thể bảo vệ thế giới của Gacha, tự trách bản thân không hoàn toàn tiêu diệt được đám hình rệt gây ảnh hưởng tới thế giới của người khác, nhất là thế giới của người bạn thân của mình. Mục đích thật sự của Kaguya là đẩy Gacha đi càng xa càng tốt. Để một mình anh ta giải quyết quả bom này, chỉ còn một cách là hy sinh bản thân để tiêu diệt quả bom mà thôi. Thái độ kỳ lạ của Kaguya. Vavarat cũng như senpai của Hotaro, hai người đã quan sát Legend từ rất lâu, đến gặp anh ta tại một nơi kỳ quái với một chiếc bồn tắm nằm giữa một tòa nhà khổng lồ. Họ phần nào cũng cảm nhận được sự khó chịu một cách kỳ lạ từ Kaguya và muốn anh ta nói ra sự thật. Tất nhiên là Kaguya sẽ không nói về bí mật thật sự này. Vavarat có thể sẽ tìm hiểu được sự thật, cũng như phần cuối sẽ để cho Gacha thông não cho Legend để cả hai một lần nữa hợp tác chiến đấu, đánh bại tên Chemi kết hợp cùng với Adwan. Trận chiến cuối phim diễn ra. Legend bị hành bởi sức mạnh mới của tên Adwan kết hợp cùng với những Chemi Card. Sau đó anh ta được sự giúp đỡ của hình dạng Platinum Gacha và chuyển hóa bản thân trở thành Legendary Legend, kích hoạt khả năng hoàn toàn mới. Anh ta đã thể triệu gọi đến hai bản thể từ Grenzio tạo ra Zio và Zio 2, cũng như Zero 2 tạo ra Meta Cluster Hopper và hình dạng Zero 1. Đây là khả năng đặc biệt mà Legend sở hữu. Nó cũng tương tự như khả năng Complete Form của DK, nhưng có lẽ phần nào sẽ khác biệt hơn khi bản thân Rider sẽ chuyển hóa thành Final Form. Hình ảnh cuối cùng khi cả hai cùng nhau Henshin và chuẩn bị đòn kết liễu. Tất cả những hình dạng được chuyển hóa từ Grenzio, Zio và Zio 2 kết hợp cùng với Platinum Gacha sẽ tạo nên cú tất sát. Đó là toàn bộ sự kiện xảy ra trong trailer của tập 35. Những ảnh được leak ra cho chúng ta thấy trận chiến giữa Legend cùng với Adwan vẫn diễn ra. Lúc này hắn ta vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa hình dạng kia. Đây là sự khó chịu đến từ sức mạnh của Art. Khi hắn ta chỉ cần có ác tâm cũng có thể tạo nên hình dạng, hoặc là ký sinh một vật chủ nào đó, hay thậm chí là một tay sai khác của Hundred đối mặt với Legend. Nhưng tất nhiên với sức mạnh hiện tại thì Legend có vẻ sẽ dễ dàng đánh bại tên này. Để hắn ta có sức mạnh của Chemi, có lẽ phải cần tới sự hỗ trợ của tên chúa tại bóng đêm. Trong tập 34, hắn ta cũng đã cảm nhận một điều gì đó. Có lẽ là cảm nhận được sức mạnh đến từ Dumcroc và kẻ đang bảo vệ cho nó, Adwan, kết hợp với một ác tâm cực hạn sẽ biến đổi những Chemi một cách cùng cực. Và hắn ta đã dễ dàng nhồi nhét những Chemi với số lượng cực lớn vào người của Kamen Rider Adwan, biến hắn thành một thực thể có thể xem như toàn năng. Buckramat tất nhiên sau khi được chuyển hóa cũng sẽ được đối mặt với hai Rider là Mace cùng với Vavarat. Cả hai người có lẽ sẽ ăn hành nhằm đi boost cho sức mạnh của tên Buckramat. Và trận chiến cuối cùng, Legend sẽ tính tham chiến một mình với bộ trang phục cực kỳ ngầu của mình. Hotaro đã nhận ra tất cả và tìm đến và hỗ trợ anh. Kết thúc trận chiến bằng chiến thắng mạn nhãn của phe chính diện. Đó là toàn bộ nhận định của mình về trailer Kamen Rider Gacha tập 35. Mình là Ride It On. Thanks for watching. Bye.